chào các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây của Lâm cũng giống như là Trang Nguyễn Đức Khoa. Hai tuần nữa Lâm xin chào các bạn, không phải là một ngẫu nhiên khi mà hôm nay Lâm, bạn gái Lâm cũng giống như là một người em gái của Lâm cùng mặt áo đỏ. Đó chính là ngày hôm nay Lâm muốn review một món nước hoa mà cảm thấy thiếu sót khi mà không review nó. Thứ nhất là những dòng mà về follow, thì những dòng này là những cái anh chàng chị kiều Mỹ khi mà về hay sách tay về, đó là những mẫu nước hoa mà gần như là khá trung thành và khá là dễ dãi, như tất cả các mẫu đều là những unisex, nam nữ gì sao cũng được. Hôm nay Lâm xin bóc hộp cũng như là review mẫu nước hoa Polo Rest. Phiên bản này nó có gồm ba phiên bản, nhưng mà đây là phiên bản phổ thông nhất. Phiên bản Rest là phiên bản NT, tuy nhiên nó còn hai phiên bản kề kề theo, đó là phiên bản Extreme và phiên bản Intense. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay rất là khó khăn khi mà tìm hai phiên bản kia, thì Lâm sẽ review mẫu mà phổ thông nhất, các bạn có thể dễ dàng tìm mua tại các store. Đây là một cái tặng phẩm ở trong một cái set của nó, gồm 3 món, đó là Polo 125ml, còn này là 15ml và cái lăn khử mùi Roy Stick. Stick của nó là cái này 75g. Cái mẫu mình làm trên tay là nó là xuất xứ tại Mỹ. Khi Lâm mua nguyên set này là on sale return cho Lâm là khoảng 92 đô, nhưng mà giá trước thế nó là 143 đồng. Rồi không bàn cãi về giá nữa. Một lần nữa Lâm xin nói với các bạn là mẫu nước hoa này, sau khi trải nghiệm và cũng giống như là Lâm đã hỏi thăm các khách hàng của Lâm từ Bắc chí Nam, thì đến thời điểm này thì Lâm đã kinh doanh mẫu này hơn hơn 10 mẫu rồi. Thì cùng nó, bên cạnh là Polo Blue và Polo Black, thì Polo Red cũng là một cái điểm nhấn khi mà chúng ta phải nhắc đến mẫu hàng Polo này. Đầu tiên là nói về thiết kế của chai này, thì chúng ta cảm giác cầm trên tay nó là bằng sứ chứ không phải là bằng nhựa. Và thêm một cái nữa là nắp của nó màu đen. Màu đen nó chổi màu với màu đỏ này thì nó ra một cái tông màu khá là đặc sắc khi mà chúng ta cầm trên tay, thì mọi fan hâm mộ của những dòng xe siêu xe là Ferrari đều nhận biết nó. Mẫu này dung tích là 125ml, được xuất xứ tại Mỹ. Tuy nhiên mẫu nước hoa này nó đã on sale khá nhiều trên thị trường Việt Nam rồi, và đặc biệt tại Long Bình Shop các bạn sẽ mua được giá tốt nhất thị trường hiện nay, và đặc biệt tập ship code toàn quốc. Các bạn hãy truy cập vào fanpage của Long ở longbinhshop.com, hoặc là các bạn có thể hotline 0939010432 để được giá tốt nhất. Long xin nói về mẫu nước hoa này. Cái tông mùi đầu tiên khi chúng ta ngửi lên thì chúng ta cảm giác như là Lâm cũng như là em gái của Lâm thì nhận xét là hơi ngọt. Tuy nhiên mà Lâm thấy cái độ ngọt của nó không phải là mà ngọt kiểu giống như là bánh bèo, mà là ngọt kiểu giống như là của các chàng trai hay những cái chàng công tử bộ. Hay hơn thì các bạn, cái tông mùi giữa của nó tạo chúng ta một cái cảm giác mát mẻ và gần gũi, ấm cúng. Nó rất là thích hợp khi mà chúng ta cùng đi party hoặc là những cái cuộc tiệc nhẹ nhàng, hoặc là hẹn hò gái gú các cái. Còn cái tập mùi cuối cùng của nó là mùi da nhất, nhưng mà theo Lâm thấy thì độ bóng mùi của nó tầm khoảng 4 tiếng tới 5 tiếng tùy loại da. Tuy nhiên chúng ta khi mà dùng lên quần áo thì nó sẽ là lâu hơn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video này thì các bạn hãy like và share để subscribe, để cảm thấy là cái video clip của Lâm là hay thì các bạn hãy share cho các bạn cùng xem, để tạo động lực là sao chúng ta sẽ review mẫu nước hoa tiếp theo. Sẵn đây Lâm xin review cái mẫu lăn khử mùi của Polo Red luôn. Thì ở trên thị trường rất là nhiều mẫu lăn khử mùi Lâm từng dùng qua, như là Admin đèn dò, CK, CK trắng, CKB, CK white cắt cái. Thì Lâm thấy là lăn khử mùi Polo Red khá là tạm tính, nhưng mà Lâm không thích cho nó là cái thiết kế của nó là loại sáp. Lâm chỉ thích những cái loại mà loại xịt thôi. Thì thị trường hiện nay và cũng giống như tại Lâm xếp kinh doanh thì có những cái mẫu xịt như là Adidas, hoặc là cái mẫu xịt của Tom Ford, Chris. Những mẫu nước hoa đó nó là cũng là tông nước hoa, khi mà xịt lên chúng ta cảm thấy nó là mát mẻ, dễ chịu, và nó có cái gì đó là sạch sẽ và tươm tất. Các bạn tốt nhất thì tùy người thôi. Thì giống như là Lâm đã nói ở trong một cái video trước đó, thì nếu mà nước hoa là một bài toán thì nó sẽ có rất là nhiều đáp án. Rồi vậy đi ha, rồi cảm ơn các bạn.
giá của Lâm là giá after return after buy của nó là 92 đồng, value 100 143 đồng.